Học thực hành giác ngộ cái nào quan trọng hơn? Xin thưa là cái dạy chữ là bố thí pháp, nhưng mà cái pháp của quý vị đó là pháp thế gian, mà cái mà bố thí pháp mà Đức Phật nói đó là bố thí chánh pháp. Thành ra hai cái đó ngó gì chứ nó khác nhau. Còn thực hành và giác ngộ cái nào quan trọng hơn thì cả hai cái nó là một. Cái mục đích mà chúng ta thực hành các cái pháp á, là để chúng ta đưa đến sự giác ngộ, cho nên á, là nó không có chia ra. Thành ra là sư không biết là quý vị hỏi hỏi nhầm hay là như thế nào. Nhưng mà cái mục đích mà trong đạo Phật á, cái mục đích mà chúng ta học á, là để chúng ta thực hành, và chúng ta thực hành á, là để chúng ta giác ngộ. Và cái mục đích cuối cùng, mục đích rốt ráo của đạo Phật á, là đi đến cái con đường giác ngộ ha.